Thôn nghe câu giờ dối, câu chuyện em nói hơi xa vời. Em lừa em rất đôi ba lời, thôi ta chia tay đường ai nấy bay. Còn đâu nó thương ngày em là lắm, câu chuyện em nói hơi xa vời. Em lừa em rất đôi ba lời, thôi ta chia tay đường ai nấy bay. Giờ đây giờ thì còn lại ai. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Welcome back to my channel guys. Hôm nay trong video này mình xin hân hạnh thông báo cho quý vị biết một tin vui. Một tin mà gọi là có như vô cùng mà gọi là trọng đại luôn quý vị. Một tin mà làm chao đảo thế giới, chao đảo ngành xe điện luôn. Đó là cổ phiếu VinFast hôm nay xuống mạnh quý vị, xuống mạnh. À, coi như lần đầu tiên mà coi như quý vị nghe được tin mà coi như cổ phiếu VinFast xuống mạnh. Đó là hôm nay quý vị, hiện giờ giá cổ phiếu VinFast đã xuống dưới 4 đô la. Chỉ còn 3 đồng 90 mấy cent mà thôi. Công nhận đó nghe quý vị. Nghe cái tin đó thôi là quý vị sẽ phản ứng như thế nào. Thôi cô chú khỏi cần nói, để em nói luôn cha. Cô chú anh chị khỏi cần nói, để em nói luôn. Bây giờ mà khi mà nghe tin cổ phiếu VinFast mà nó xuống dưới 4 đô la phải không, mình đoán thôi nha, là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cô chú anh chị, quý vị, quý vị sẽ mở tiệc ăn mừng, quý vị sẽ đốt pháo ăn mừng, quý vị sẽ bắn pháo bông ăn mừng. Hoặc là tự nhiên quý vị sẽ coi như là sẽ bài tiệc ra để mà nhậu nhẹt ăn mừng. Ok, tại đơn giản là cái tin đó nó làm cho quý vị rất là êm tai. Nào, em đoán có đúng không nào, em đoán có đúng không, xin mời quý vị cho em một tràng pháo tay cái nào. À, để mà tự vỗ tay luôn cha. Dạ, nếu mà như vậy cũng chưa đủ mà làm cho quý vị êm tai đó, bây giờ em sẽ cho quý vị biết một cái tin khác quý vị sẽ êm tai hơn. Đó là trong tương lai, theo mình suy đoán đó nha, thì giá cổ phiếu VinFast nó lại sẽ xuống nữa. À, chắc chắn là trong thời gian sắp tới đây nó sẽ xuống từ từ giờ xuống ghế còn 3 đô. Xong rồi xuống ghế cái nó dưới 3 đô, cái xong rồi xuống dưới còn coi 2 đô mấy. Xong rồi từ từ nó dưới 2 đô, rồi từ từ nó dưới 1 đô. À, tại vì sao quý vị, giống như những video mà em phân tích lần trước rồi đó, cổ phiếu có nghĩa là gì? Cổ phiếu có nghĩa là nó phản ánh theo tình hình kinh doanh của một công ty hoặc là một ngành nghề nào đó. Đó là cái phản ứng của thị trường đối với một cái công ty, một cái ngành nghề nào đó. Cổ phiếu VinFast xuống là tại vì không có mấy nhà đầu tư mà người ta nhìn thấy cái triển vọng, cái tương lai thành công của em VinFast hết đó. Tại đơn giản là em VinFast nó đang kinh doanh mặt hàng gì quý vị? Nó đang kinh doanh xe điện. Nó đang kinh doanh xe điện. Trời ơi trời, hết chuyện rồi. Thời buổi giờ năm 2024 quý vị kinh doanh xe điện vì một tương lai xanh. Vấn đề là vì tương lai xanh này nó hơi bị xa vời. Tại vì đơn giản là người dân người ta không có quan tâm tới cái tương lai xanh đen hay là vàng đỏ gì hết á. Người ta chỉ quan tâm tới túi tiền người ta thôi. Người ta chỉ quan tâm tới sự tiện lợi. Và bây giờ thì coi như là ngành xe điện là coi như nó cũng chao đảo rồi, quý vị cũng thừa hiểu rồi đó. Nghe không? Bây giờ thiên hạ người ta không quan tâm gì tới tương lai xanh đâu. Ta quan tâm tới túi tiền à. Bây giờ là chạy xe xăng với xe điện cái nào tiện hơn? Cái nào tiện hơn? Dĩ nhiên là xe xăng đó, dĩ nhiên là xe xăng. Nghe không? Rồi xong rồi đó. Giữa xe xăng với xe điện, cái nào mà coi như là đỡ tốn tiền hơn? Dĩ nhiên là xe xăng. Dĩ nhiên là xe xăng, đúng không? Dĩ nhiên là một số thành phần với truyền thông nó sẽ nói vậy nè quý vị. Chạy xe điện đó nha, thì coi như là sẽ giúp tiết kiệm được xăng, khỏi phải tốn tiền bảo trì. Không có. Chạy xe điện quý vị sẽ bị tốn tiền. Đó là thứ nhất, là mua chiếc xe điện là quý vị đã bị tốn tiền rồi đó. Quý vị nghĩ xem, chạy xe xăng đúng không? Quý vị chỉ cần bỏ ra 10.000 đô la. 10.000 đô la là tương đương với cỡ 200 triệu, 250 triệu đồng tiền Việt Nam. Quý vị sẽ có thể mua được một chiếc xe ngon lành, tiếng bóp mảnh nha, ngon lành, chạy ngon lành đàng hoàng, ngon lành, êm ái, không nghe tiếng gió, không nghe tiếng động cơ đàng hoàng, không có, thậm chí là có sửa trời nữa, nghe không? Chỉ với giá có 10.000 đô la thôi, trời ơi trời, quý vị nghĩ xem. Trước tiên là cái mức giá đó là coi như là quý vị nghĩ xem, không thể nào mua được một chiếc xe điện hết, không thể nào mua được chiếc xe điện hết. Mà nếu chiếc xe điện nào nó bán giá quý vị mà 10.000 đô, 20.000 đô, em khuyên quý vị cũng đừng nên mua. À, tại vì quý vị nghĩ xem, riêng cái cục pin của chiếc xe điện không á, là nó bao nhiêu tiền rồi.
thì không bao giờ có chuyện mà nguyên một chiếc xe điện mà nó bán cho quý vị giá 10.000, 20.000 hết đó. Phải có vấn đề đúng không? Phải có vấn đề nó mới bán giá đó. Thành ra là trong trường hợp nào mà có chiếc xe điện, cô chú anh chị quý vị mà tìm thấy được chiếc xe điện mà nó có cái mức giá mà coi như 10.000, 20.000 đó, em khuyên quý vị cũng không nên gớ làm gì, tránh ôm cục nợ vào người, ok? Đó. Đó là cái vấn đề thứ nhất, đó là chạy xe điện tốn tiền rồi đúng không? Tới ngày tới giờ phải thay pin lại càng tốn tiền nữa, quý vị nghĩ xem. Thấy không? Mà thay cục pin á, thay cục pin của xe điện bao nhiêu quý vị? 15 20 ngàn đô, thậm chí là các loại mà xe sang á nha, 25 ngàn đô một cục pin. Chưa tính tiền labor nghe quý vị, cục pin thôi đó. Má ơi, trong trường hợp đó đó nghe, chạy xe xăng cho nó khỏe quý vị, chạy xe xăng cho nó khỏe. Kệ ai yêu mến mà ai muốn thân thiện với môi trường vì tương lai xanh thì cứ cái việc mà mua xe điện mà chạy. Em với quý vị là chúng ta là coi như là những người mà coi như là gì nè, có triết lý xài tiền rất hiệu quả, đó là mua xe xăng mà chạy. Ok. Không, cứ tới ngày tới giờ cứ đổ xăng xong chạy, khỏi cần phải lo thay pin, khỏi cần phải lo kiếm chậm sạc, hay khỏi cần phải lo tranh giành chỗ sạc làm gì hết á, tấp vô cái xăng chạy à. Trời, làm gì mà kẹt xe quá vậy trời, thiệt tình đó. Quay trở lại cái vấn đề của gì thì á, em VinFast nó chọn cái ngành nghề mà coi như bây giờ là thế giới người ta đã bắt đầu nó xuống rồi đúng không, nó xuống rồi. Cái quan trọng đó là gì quý vị? Bản thân xe VinFast quý vị nó bị ế. Trên đời này ai mà nói xe VinFast không ế, là nghe quý vị kêu họ chứng minh đi. Nó bán được bao nhiêu chiếc xe mà nó không ế? VinFast bán được mấy chiếc xe? Doanh số của VinFast là bao nhiêu? Lèo tèo 30 mấy ngàn xe quý vị, mà bán trên toàn thế giới. Bán trên bao nhiêu thị trường, nào là bên Việt Nam, bên Mỹ, bên Canada, bên Ấn Độ, đồ này kia, vân vân vân. Bán trên toàn cầu năm 2023 quý vị được 34.800 mấy chục xe đó, cho 35.000 xe đó. Đó là tổng cái doanh số của em VinFast trong năm 2023 quý vị. Tính ra còn kém hơn xe xăng. Vậy không ế chứ là vậy? Không ấy chứ là gì? Rồi doanh số của em VinFast trên nước Mỹ là bao nhiêu xe? Lèo tèo vài trăm xe. Doanh số VinFast trên Canada là bao nhiêu? Lèo tèo vài trăm xe. Vậy không ế chứ là gì? Một hãng xe mà nguyên một năm trời bán được có nhiêu đó xe, không ế chứ là gì? Quý vị nghĩ xem, nó phải tốn tiền xây nhà máy bao nhiêu tiền, rồi cái nhà máy nó bao nhiêu công sức mà nó chỉ bán lèo tèo được vài chiếc xe, quý vị nghĩ xem, không đủ trả tiền điện nữa. Đó là một trong những nguyên nhân vì sao mà cái xe coi như là cái gì nè, VinFast nó thua lỗ mấy tỷ đô là vậy đó. Tại vì doanh thu không đủ bù chi phí. Trời ơi trời. Báo chí truyền thông quý vị nói chuyện buồn cười lắm. Tự nhiên là VinFast đạt doanh thu tỷ đô. Trời, sau khi xuất xe đi Mỹ, VinFast đạt doanh thu tỷ đô. Đúng không? Vấn đề là gì? Vấn đề là coi như là VinFast đạt doanh thu tỷ mấy, tỷ 200 triệu đô. Nhưng mà VinFast nó phải tốn trong năm 2023 đó nha, là tới 3 tỷ mấy trăm triệu đô lận. Thành ra nó mới thua lỗ 2 tỷ mấy trăm triệu đô quý vị. Ok, tại vì để mà có xe để bán nó phải tốn tiền chi phí, nó phải tốn tiền vận hành nhà máy, mở cửa, tiền ga, tiền điện, tiền nước, tiền thuế má, rồi tiền lease cửa hàng, showroom, rồi tiền nhân viên, rồi tiền tùm lum thứ tiền hết. Thấy không? Trời ơi trời. Thành ra là gì quý vị? VinFast nó vừa ở trong một cái ngành nghề mà coi như là nó bị cái ngành nghề đó nó xuống, phải không? Xe điện nó xuống. Mà bản thân cái sản phẩm VinFast nó bán á, bản thân cái thương hiệu VinFast á, nó cũng bị ế nè. Thành ra là dĩ nhiên giá cổ phiếu nó phải xuống rồi, làm sao mà nó không có yếu tố để nó lên. Không có yếu tố quá vậy. Nó giống như con diều mà coi như bị đứt dây, mà ngay lúc mà trời mà không có gió vậy đó. Ừ đúng rồi, cái diễn tả đó anh thấy đúng á. VinFast nó đang giống như là con diều bị đứt dây mà không có gió vậy đó quý vị. Tức là bản thân con diều mà chưa đứt dây mà không có gió là nó bay không nổi rồi đúng không? Mà bây giờ nó chẳng như nó không có gió mà nó còn bị đứt dây nữa, là quý vị hiểu rồi đó, nó không bao giờ mà nó lên nổi hết á. Nó không bao giờ mà nó lên nổi hết á. Thấy không? Cái dĩ nhiên là gì? Sẽ có một số thành phần với truyền thông nó sẽ nói gì nè quý vị. Tôi tin VinFast sẽ thành công. Tôi tin VinFast sẽ làm gãn danh người Việt. Tôi tin VinFast sẽ thành công nơi biển lớn.
tôi tin VinFast sẽ thế này, tôi tin VinFast thế kia. À, trong trường hợp đó thì mình yêu cầu những người đó, những truyền thông đó, hãy làm ơn đừng thủ dâm tinh thần nữa, hãy làm ơn đừng thủ dâm tinh thần nữa, hãy làm ơn coi như là đừng tự sướng một cách gọi là quan tưởng về một cái, ok? Tại vì đơn giản là gì quý vị, VinFast hiện giờ không có yếu tố gì để cho nó thành công hết. Ai nói VinFast sẽ thành công trong tương lai thì lúc đó tới tương lai thì tính hiện giờ không có yếu tố đó. Tại vì sao? Quý vị nghĩ xem. Xe Việt Nam, đúng không? Xe VinFast, xe Việt Nam đúng chưa? Mang tiếng là xe của quốc dân của người Việt. Nhưng mà nó bán ở Việt Nam quý vị. Doanh số VinFast tại Việt Nam từ thời xe xăng cho tới bây giờ luôn. Lúc mà xe xăng trước khi dẹp tiệm đó, còn thua cả xe Nhật, xe Hàn mà anh bán ngay tại Việt Nam. Thua xe Mỹ bán ngay tại Việt Nam, xe Ford anh bán còn nhiều hơn VinFast. Thôi, dĩ nhiên sau đó xe xăng bị dẹp tiệm rồi đúng chưa? Và bây giờ quý vị, xe điện cũng thua luôn. Quý vị nghĩ xem, ở ngay tại Việt Nam, ở ngay tại sân nhà, ở ngay tại quê hương em VinFast, mà coi như là gì quý vị, nó còn coi như là nó bán còn không nổi nữa, nó bán còn không lên nổi nữa, thì quý vị nghĩ xem, ra biển lớn, ra nước ngoài tứ bề thọ địch, nó lấy gì mà nó bán quý vị, VinFast lấy gì để mà nó bán được à, xe thì mắc tiền hơn những dòng xe của hãng khác, thương hiệu thì thua xa những thương hiệu khác. Quý vị nghĩ xem, ai mà nói xe VinFast đẳng cấp chất lượng, à, không thua kém xe châu Âu hay xe Nhật, xe Hàn đâu đó, là trước tiên là gì? Bây giờ mình hỏi câu đơn giản nè, nếu mà lấy chiếc xe VinFast so với chiếc Mercedes, hay so với chiếc Porsche, hay so với chiếc Land Rover, quý vị nghĩ xem, người ta sẽ bỏ tiền ra ta mua xe nào quý vị? Đương nhiên người ta bỏ tiền ra mua xe châu Âu đúng không? Quý vị cô chú anh chị có đồng ý bỏ ra mấy chục cỡ 50.000 đô để mua chiếc xe Việt Nam không? Dĩ nhiên là không. Dĩ nhiên là không. Tại đơn giản là xe Việt Nam nó không có đáng giá 50.000 đô. Ok, cỡ 20.000 đô thì được, còn xe Việt Nam hiện giờ không có đáng giá 50.000 đô. Nói thẳng ra là vậy đó. Sẽ không có mấy người trên đời này sẽ bỏ tiền ra để mua xe Việt Nam với giá 50.000 đô hết đó. Đó là xe VinFast đó quý vị. Đó chuyện đó nghe. Tại vì sao? Tại vì với 50.000 đô, hay thậm chí 40.000 đô, hay thậm chí 30.000 đô đó, quý vị có thể dễ dàng ở nước ngoài nghe, quý vị có thể dễ dàng mua một chiếc xe xịn à, xe châu Âu nè, từ Audi, Fiat à, Porsche đồ, Mercedes, BM đồ này kia à, cho tới Lexus à, Acura đồ, Cadillac à, Lincoln Jaguar đồ, tùm lum hết à, Infiniti đồ, vân vân vân, Tesla luôn, vân vân vân. Ồ vậy quý vị nghĩ xem, mua xe VinFast để làm gì? Mua xe VinFast để làm gì? Đó là một cái câu, một lối suy nghĩ mà vô cùng đơn giản luôn đó. Thấy không? Dưới góc nhìn người tiêu dùng, quý vị phải tốn tiền mua chiếc xe, mà quý vị ở nước ngoài nữa, thì nãy giờ em cho quý vị thấy rồi đó, đâu có ai có nhu cầu mua xe VinFast làm giống ông gì quý vị. Trời ơi trời, cũng bỏ ra bao nhiêu đó tiền, mà có bao nhiêu thương hiệu nổi tiếng ở trên đời này để quý vị chọn lựa. Nếu quý vị ở nước ngoài thì mua xe VinFast để làm gì? Mua xe VinFast để làm gì? Để được tự hào á. Không lẽ để được tự hào quý vị? Không lẽ để chứng minh cho thế giới thấy là à, coi như là à, người Việt Nam cũng làm được xe hơi á. Trước tiên là trong trường hợp đó quý vị nghĩ xem, toàn là nói không à, được mấy người mà khen xe VinFast, mua xe VinFast quý vị, được bao nhiêu trên đời này, bao nhiêu VinFast nó nhận bảo tố lời khen luôn á, nó nhận, đừng có nói chi cơn mưa lời khen mất công, bảo tố lời khen luôn, nó nhận bảo tố lời khen luôn á. Nhưng mà rồi sao quý vị, được mấy người bỏ tiền ra mua đó, toàn là khen không à, được mấy người bỏ tiền ra mua đó quý vị,
đừng mấy người bỏ tiền ra mua VinFast để tự hào ở trên đất Mỹ với đất Canada hay là bên châu Âu hay là bên nước nào đó, được mấy người bỏ tiền ra để mà chứng minh cho thế giới thấy là Việt Nam cũng làm được xe hơi, được mấy người, đương nhiên là đâu có mấy người, bởi vậy VinFast nó bị ế đúng không? Nếu như mà coi như có nhiều người mà họ chịu bỏ tiền ra mua xe VinFast, nó đâu bị ế quý vị, nó đâu bị ế, cổ phiếu nó đâu có xuống đúng không? Đó, thành ra quý vị nghĩ xem, ra biển lớn lấy gì để cạnh tranh, nó không có gì để cạnh tranh hết đó. Còn về mặt khác quý vị, cái dĩ nhiên sẽ có một số thành phần truyền thông nó sẽ nói gì nè, à tại vì quý vị đã coi như đã chê bai VinFast thì coi như quý vị sẽ được nghe những lời mà gọi là cay cú như vậy nè quý vị, những lời mà khát nước như vậy nè, đó là trời mấy Việt kiều tiền đâu mua VinFast, VinFast về coi như là hướng tới Mỹ xịn mà thôi, Mỹ màu, tiền đâu mua VinFast, hay là coi như là người Thái ganh tị với Việt Nam, hay là Thái Lan ganh tị vì Việt Nam đã có hãng xe riêng, trước tiên là quý vị nghĩ xem những cái kiểu tự sướng đó chẳng có giúp ích gì được cho VinFast hết á. Tại vì sao? VinFast nó cần bán xe, nó đâu cần tự sướng quý vị. Quý vị nghĩ xem, VinFast nó muốn tự sướng nó tự làm được mà, đúng không? Nó tự sướng nó được, nó tự quay tay nó được, ok, nó đâu cần ai tự sướng giùm nó, nó cần bán xe. Mà quý vị nghĩ xem, bao nhiêu lời khen, bao nhiêu bảo tố lời khen dành cho em VinFast quý vị, rồi sao? Đâu có giúp nó bán được xe, đúng không? Đâu có giúp nó bán được xe, đâu có giúp nó cạnh tranh với Tesla, hay đâu có giúp nó cạnh tranh với Toyota, Honda, Acura gì được, đúng không? Gây sao? Gây sự thật là gì quý vị? Sự thật là gì? VinFast là hãng xe Việt Nam đó, rồi sao? Rồi làm sao? Việt Nam có giàu không? Bây giờ hỏi một câu đơn giản này, VinFast nó là hãng xe Việt Nam đúng chưa? Bao nhiêu năm qua là hãng xe Việt Nam đúng chưa? Việt Nam có giàu chưa? Chỉ cần trả lời có giàu chưa? So với Thái Lan, với Việt Nam, nước nào giàu hơn? Dĩ nhiên là Thái Lan nó giàu hơn Việt Nam. So với mức thu nhập người dân Thái hay người dân Ấn Độ với người dân Việt Nam, ai thu nhập cao hơn? Dĩ nhiên cũng là người dân Thái, người dân Ấn Độ, đúng không? Trời ơi trời, thấy không? Còn coi như là so với coi như là với bên Mỹ nó, trời chưa, quý vị chưa thấy đâu, có một số thành phần ở Việt Nam quý vị không biết nữa, coi như là hết khí đá nhiều quá hay sao á, có một số thành phần ở Việt Nam quý vị hết khí đá nhiều quá hay sao á, coi như là so sánh như cuộc sống Mỹ luôn, đem Việt Nam ra so với Mỹ quá vậy, không hay so sánh Việt Nam với Việt kiều luôn chứ, trời ơi trời, nó nghe trong những trường hợp đó là mình phải nói là những thành phần đó quý vị là hít khí đá quá nhiều rồi, không ăn cỏ hay là chơi hàng quá nhiều rồi đó, nghĩ sao mà Việt Nam mà đi so với nước phát triển vậy, đừng nói chi Mỹ, nghe nó buồn cười lắm, so với một cái thành phố của Mỹ đi, chẳng hạn như thành phố Houston đi, hay là LA hay là Chicago đi, là bản thân cái thành phố của Mỹ á, bản thân thành phố Houston hay Chicago hay LA hay Miami đó, là nó đã giàu hơn nước Việt Nam rồi, nó giàu hơn nguyên cái nước Việt Nam cộng lại á. Mà thành phố Mỹ được mấy triệu người quý vị, lèo tèo vài triệu người chứ mấy, còn Việt Nam bao nhiêu người? Việt Nam cả trăm triệu người, một cái thành phố của Mỹ, đúng không, là nó đã giàu hơn nguyên cái nước Việt Nam rồi, lấy cái gì so đây? Rồi so khía cạnh khác, từ môi trường, cuộc sống, chất lượng, y tế, phúc lợi, khoa học kỹ thuật, thu nhập người dân, thậm chí phim ảnh, thậm chí là đá banh, thậm chí là ca nhạc, so cái gì đây quý vị? So cái gì đây, đúng không? So cái gì đây, thấy không? Trời ơi trời, thấy không? Mà đừng nói vậy, so Việt Nam với Mỹ mất công lắm, bây giờ so Việt Nam với những nước khác thôi, những nước xung quanh khu vực thôi, so với Thái đi, ok, bây giờ so với Thái đi, so Việt Nam so với Thái đi, vậy cho nó công bằng nữa. Việt Nam quý vị nghĩ xem, Việt Nam hơn Thái ở điểm nào đó, nói đi quý vị nghĩ xem,
những truyền thông nào mà tung hô VinFast tặng chày xanh đó, so đi Việt Nam so với Thái, Việt Nam hơn Thái được điểm nào? Từ thu nhập cho tới coi như là cho tới môi trường giáo dục, y tế, phim ảnh. Đừng có nói là phim Việt Nam mà coi như là so được với phim Thái nha. Ok. Ai mà nói kiểu câu đó là mình phản đối liền á. Phim Thái là coi như nó được hay hơn phim Việt Nam, nó cũng được ưa chuộng phim Việt Nam nữa. À, đừng có nói là đá banh là Việt Nam mà đá hơn Thái nha. Ok. Đừng có ai mà nói là coi như là Việt Nam đá banh là coi như là hơn Thái nha. Cái đó là nó không chính xác, ok. Tại vì căn bản đội Thái nó mạnh hơn đội Việt Nam quý vị. Đội Thái nó mạnh hơn đội Việt Nam. Thấy không? Vậy thì lấy gì so đây quý vị, nghĩ xem so là so cái gì đây? Phải nói cách khác có nghĩa là gì quý vị? Ra biển lớn là như là VinFast nó ngợp chắc, nó thua chắc luôn á. Tại vì sao? Tại đơn giản á là trong nước nó đã bị thua quý vị, trong nước là nó bị thua rồi, nó bán xe đã không có bao nhiêu rồi. Ra biển lớn tứ bề thọ địch, trời ơi trời, quý vị nghĩ xem, VinFast nó xức xe đi Mỹ rồi sao rồi quý vị? Lúc trước là coi như tụi nó cũng nổ gian trời gian đất, truyền thông nó cũng nổ gian trời gian đất rồi sao quý vị? Nào là coi như Tesla gung sợ, nào là coi như là VinFast sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Tesla, nào là VinFast coi như làm chấn động thế giới, rồi nào làm Nhật Hàng há mồm, rồi nào là mấy chục ngàn đơn hàng ở trên toàn cầu. Ủa rồi tới đâu rồi quý vị, tới đâu rồi à? Rồi nào là VinFast làm trao đảo thị trường chứng khoán Mỹ, rồi nào là đại bàng VinFast làm tổ trên đất Mỹ. Rồi sao rồi, tới đâu rồi? Trời ơi trời, bây giờ là coi như Tesla với Nhật Hàng nó cũng sợ, hay là Tesla hay là VinFast nó cũng sợ quý vị? Thấy không? Trời ơi trời, toàn là nổ gian trời gian đất. Rồi bây giờ nè Thái, thấy không? Coi như là VinFast coi như gì nè, coi như là người Thái coi như là đang trông ngóng xe VinFast, hay là xe VinFast sẽ chạy đầy đường ở đất Thái. Trước tiên là gì quý vị? Đó, bây giờ em có cái diệu kế này nè quý vị. Coi như là xe VinFast đẳng cấp phải không? Xe VinFast là coi như là đại diện cho Đông Nam Á mà xuất xe đi Mỹ đúng chưa? Ấy lộn, niềm tự hào của Đông Nam Á, thấy không? Niềm tự hào của người Việt, thấy không? Là coi như là sẽ là coi như phương tiện để giúp Việt Nam qua mặt Thái Lan đúng chưa? Hay là gì nè? Hay là người Việt Nam coi như là sẽ lướt qua người Thái đúng chưa? Bây giờ em có cái diệu kế này hay lắm quý vị. Quý vị coi như là quý vị phải nên dịch những cái comment nào mà coi như của những truyền thông mà đang ca tụng VinFast đó quý vị. Dạ. Sau đó là coi như vào các diễn đàn của người Thái đó, đăng lại cho người Thái xem. Ok. Quý vị screenshot, quý vị chụp hình màn hình lại những cái comment của người Việt mà coi như là khen tặng VinFast ngất trời làm, rồi coi như là chấn động địa cầu đó quý vị. Sau đó quý vị dịch ra tiếng Anh, hay quý vị dịch ra tiếng Thái luôn càng tốt. Và quý vị vào các diễn đàn của người Thái đó, quý vị đăng lại cho người Thái nó đọc quý vị. À, diệu kế không? Để người Thái nó thấy được cái đẳng cấp và cái trình độ mà coi như là chón ngợp của VinFast. Okay. Không. Chứ nếu không là người Thái nó đâu có biết là coi như là VinFast nó có một cái lực lượng mà coi như là truyền thông mà với người ủng hộ mà bá đạo như thế nào quý vị, nó đâu biết. Coi như là quý vị phải giúp VinFast quảng cáo cho nhiều nhiều vô một chút. Okay. Để cho Thái, để cho người Thái nó coi như là nó hiểu rõ là coi như là VinFast là như thế nào quý vị. Để người Thái hiểu rõ là coi như là cái lực lượng mà coi như là ủng hộ, lực lượng mà tự hào và coi như là tự nghe hào mà thủ dâm tinh thần nó đông đảo như thế nào và cái ngôn từ của nó dùng là như thế nào quý vị, thấy không? Trời ơi trời, quý vị nghĩ xem, xét bao nhiêu khía cạnh nãy giờ em nói đó, quý vị nghĩ xem VinFast nó có thua chắc không? Đương nhiên là thua chắc, tại đơn giản là nó không có cửa thắng rồi, đương nhiên nó phải thua thôi. Đơn giản không có cửa thắng. Bán trong nước á, thì bán không được bao nhiêu xe hết. Ra nước ngoài, ra biển lớn á, thì không có gì để cạnh tranh hết. Mà chẳng những không có gì để cạnh tranh quý vị, mà cũng không có cách nào để thuyết phục người ta ủng hộ nó hết. Rồi xong, không thua mới là lạ đó.
không thua nữa mới là lạ đó. À, nhưng mà ở khía cạnh nào đó quý vị, VinFast có còn cơ hội thành công hay không? Cuối video em sẽ cho quý vị biết. Không, bây giờ cuối video luôn rồi. Quý vị nghĩ VinFast nó có cửa nào để nó thành công không quý vị? Trước tiên là VinFast nó còn cái cửa mà VinFast nó thành công, nó để mà nó trở thành một Toyota thứ hai hay là một Kia thứ hai á, là cái cửa đó nó nghe, để mình hình dung cho quý vị dễ hiểu, nó giống như là cái cửa mà đội tuyển đá banh Việt Nam mà vô địch World Cup vậy đó. Và cái cửa nó sáng cỡ đó đó quý vị. Nếu mà cái cửa mà VinFast nó thành công cũng giống như cái cửa mà đội tuyển Việt Nam mà coi như vô địch World Cup vậy đó. Ok, em nói vậy là quý vị đủ hiểu rồi đó. Ok. Thôi video đã dài, xin chào tạm biệt quý vị nha. Bye bye.